Trong tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện xử lý 16 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước trên 190 triệu đồng. Trong đó gồm 1 vụ vi phạm về hàng cấm, 14 vụ vi phạm gian lận thương mại, 1 vụ vi phạm về hàng giả. Nhóm mặt hàng bị phát hiện chủ yếu là quần áo, mũ vải, giày dép, túi sách, thực phẩm bao gói, phụ tùng xe máy, xe đạp điện, hóa mỹ phẩm các loại. Đáng chú ý, ngày 13 tháng 10, Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Quốc tế VTTVN, địa chỉ xã Phòng Ngôn Lão, huyện Kim Động, và phát hiện gần 7.000 lít rượu không đạt yêu cầu chất lượng, chỉ tiêu hàm lượng aldehyde và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên xử phạt đơn vị này 35 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số lít rượu trên.